Hòa Minh Di ngày càng đa nhiệm, nữ hoàng livestream lấn sân làm MC, cùng xoắn não với các bạn nhỏ. Heo, ăn cám heo, vậy con cá heo thì ăn gì? Ăn bơi. Ăn bơi. Tự tin trở thành giám khảo quyền lực. Giám khảo ca sĩ Hòa Minh Di. Hòa Minh Di được khán giả yêu mến bởi giọng hát truyền cảm và tính cách vui vẻ. Mỹ nhân sinh năm 1995 ngày càng có nhiều cơ hội ở các vị trí nghề nghiệp khác nhau, chứng tỏ sự đa tài của mình. Hòa Minh Di nhận được sự chú ý khi liên tục xuất hiện nhiều hơn trên các game show. Người đẹp chính thức trở thành MC cho Nhanh Như Chớp Nhí, thay thế cho gương mặt cầm trịch chương trình trước đây là nam nghệ sĩ Trấn Thành. Hòa Minh Di cũng đăng tải trên trang cá nhân chia sẻ cảm xúc của bản thân và hy vọng khán giả sẽ tin tưởng mình khi lần đầu thử sức với vai trò này. Không ít bình luận cho rằng với tính cách hài hước và lối nói chuyện duyên dáng, cô nàng có thể nhanh chóng hòa nhập được với các bé và tạo không khí thoải mái khi tham gia chương trình. Không chỉ thử sức với vai trò MC, Hòa Minh Di còn thông báo với fan rằng bản thân sẽ trở thành giám khảo tại gương mặt thân quen. Nữ ca sĩ từng tham gia chương trình vào năm 2016 và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với những màn hóa thân chất lượng. Bằng kỹ năng và trải nghiệm của chính mình, dân tình khẳng định cô nàng có thể đóng góp lời khuyên hữu ích cho các thí sinh. Bên cạnh công việc đi hát, Hòa Minh Di giờ đây còn chăm chỉ livestream bán hàng, đặc biệt là mỹ phẩm. Nữ ca sĩ còn vô cùng bất ngờ trước sự ủng hộ nhiệt tình của các khán giả và sau đó phải cầu cứu nhân viên vì sợ không còn hàng. Hòa Minh Di thử sức lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, cụ thể là mở shop kinh doanh online. Những hình ảnh và video cắt ra từ livestream bán hàng của Hòa Minh Di khiến dân tình cười không ngậm được miệng bởi sự duyên dáng hài hước của người đẹp. Nữ ca sĩ luôn mong muốn mang lại những sản phẩm chất lượng cho khán giả ủng hộ. Cô chọn lựa kỹ càng các loại sản phẩm trước khi bày bán. Nữ ca sĩ không thể ngờ trong lần bán hàng đầu tiên đã mua may bán đắt, số lượng mà sao nữ sinh năm 1995 chuẩn bị đã hết trong khoảng thời gian ngắn. Hòa Minh Di đã mở một cửa hàng chuyên bán quần áo và mỹ phẩm trên mạng từ cuối năm 2021. Cô nàng mới tích cực bán hàng và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Mỗi video thu hút hàng nghìn lượt xem trực tiếp. Người đẹp cũng có gia đình và quản lý hỗ trợ hết mình trong mỗi lần livestream. Bên cạnh đó, khán giả còn nhận ra rằng Hòa Minh Di rất chăm chỉ chạy show. Nữ ca sĩ không ngần ngại nhận những show diễn ở các tỉnh xa như Bến Tre, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Đồng Tháp, Quy Nhơn. Đối với cô nàng, chỉ cần được hát trên sân khấu và gặp gỡ người hâm mộ thì mỹ nhân 9X chẳng lo khoảng cách. Hòa Minh Di cố gắng hết mình, chăm chỉ lao động để kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình, bỏ qua những câu chuyện trong quá khứ. Giọng ca rời bỏ cùng bé Bo luôn khiến khán giả yêu thích khi đăng tải các khoảnh khắc dễ thương của hai mẹ con. Khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho sự mạnh mẽ của Hòa Minh Di. Dù chuyện tình cảm không suôn sẻ, nhưng nữ ca sĩ đã nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống và chăm chỉ làm việc. Động lực để cô nàng phát triển sự nghiệp chính là gia đình và cậu con trai cưng. Dù công việc bận rộn cũng như quỹ thời gian hạn hẹp, nữ ca sĩ vẫn luôn hoàn thành trọn vẹn cái vai trò. Đây là điều khiến khán giả thêm yêu quý giọng ca Bắc Ninh. Chưa kể, Hòa Minh Di còn là mỹ nhân chăm chỉ làm thiện nguyện của làng giải trí Việt. Bên cạnh đó, giọng ca không thể cùng nhau suốt kiếp còn nhiều lần đến tận nơi để trao quà cho bà con khó khăn. Cô nàng âm thầm có mặt tại Quảng Trị làm từ thiện để góp một phần sức lực vào việc khắc phục hậu quả, ủng hộ đời sống tinh thần của bà con. Hòa Minh Di đã đến địa phương để phát quà từ thiện. Sở hữu giọng hát nội lực và cảm xúc, Hòa Minh Di khiến người nghe say đắm và u mê mỗi khi thưởng thức những màn trình diễn của cô nàng. Bên cạnh đó, tính cách hài hước và lối nói chuyện duyên dáng của nữ ca sĩ cũng là điểm thu hút người hâm mộ. Vì thế, mỹ nhân 9X nhận được nhiều phản ứng tích cực khi có thông báo sẽ đảm nhận vị trí MC cũng như giám khảo cho chương trình lớn. Trước đây, Hòa Minh Di gần như chỉ tập trung vào công việc ca hát với những bản ballad da diết và thấm đậm cảm xúc. Thế nhưng, sau khi có bé Bo, cô nàng được chú ý và yêu mến nhiều hơn nên liên tục có cơ hội trở thành gương mặt xuất hiện tại các game show lớn. Tham gia bình chọn phim và diễn viên yêu thích tại Dan Movie and TV Beat, nhận ngay cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ tại hai đêm công bố kết quả. Truy cập website dianh.net/dmtv hoặc bình chọn trên các fanpage của chương trình. Thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 2020. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì dianh.net là nơi dành cho bạn.